Chào các bạn, lâu lâu mới có dịp chia sẻ với các bạn những sự thất bại của Việt Kiều ở Mỹ. Một trong những cái thất bại của Việt Kiều ở Mỹ là không biết mình ở đâu, làm gì. Bạn không có thời gian đi học. Bạn không có thời gian đi đi đây đi đó chơi. Ngọt quá. Mình ở Mỹ á, mình có nhiều sự lựa chọn lắm. Không nhất thiết mình phải ở một chỗ. Cũng không nhất thiết phải làm một nghề. Có nhiều cái job người ta cần mình lắm. Cũng đừng có nghĩ là ok, ngồi không kiếm tiền, ngồi không ăn tiền chính phủ, ngồi không ăn không người này, ăn không người kia. Tất cả những cái suy nghĩ mà để có lợi cho mình, hại cho người khác đều dẫn tới trở thành một Việt Kiều thất bại. Bạn ở Việt Nam á, bạn thất bại bằng ngồi nói thừa vì cái này, vì cái kia là bạn thất bại. Nhưng bạn ở Mỹ á, mà bạn thất bại á, người ta nói bạn là một thằng lười, một là lười, hai là ngu. Và trong trường hợp này, Dương Trung Hiếu đối với mình nghĩ là ngu, 100% là ngu. Nếu bạn thất bại á, bạn cứ nghĩ bạn đi làm cho McDonald's bình thường thôi. Hiện tại Cali này bạn cũng được 20 đô một giờ. 20 đô một giờ đó đó, 20 đô cho một tiếng đồng hồ nha. Bạn nghĩ có quá bất công cho bạn không? Khi bạn không phải đầu tư đi học chạy nên nè, bạn cũng không phải đầu tư đi học, bạn cũng không phải đi ngồi rửa neo, ngồi cạo chân dơ. Bao nhiêu người ta sống, tại sao bạn không sống được? Tại sao? Vì nhiều lý do. Bạn quá mơ mộng hão huyền. Bạn nghĩ là bạn có cái microphone, có chút kỹ năng edit video, bạn làm một cái YouTube channel như trường hợp này tôi nói là Dương Trung Hiếu. Bạn thấy kiếm tiền dễ quá. Mà nghĩ nó còn hoài à? Không. Không có gì còn hoài đâu. Cái gì nó cũng đòi hỏi cái tính cạnh tranh. YouTube nó cũng là một cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt. Bạn có thể last được 1 năm, 2 năm, nhưng mà bạn không thể sống được cả đời đâu. Cái mà giúp bạn biết sống suốt đời á là phải biết người, biết ta. Lúc đó bạn mới thắng được. Mình hái được 3 trái thanh long đầu mùa, giờ đặt lên cúng ba, lấy nải chuối xuống. Đây là thanh long vườn nhà, sau 1 năm vun trồng, tưới bón, chăm sóc tận tình thì đây là thành quả. Thấy không? Rất là đẹp. Thành quả cho chính tay mình chăm sóc, chính tay mình thu trồng, nó sẽ trở nên rất là đẹp và rất là có ý nghĩa. Tôi không có chê trách gì ông Dương Trung Hiếu đâu. Tôi chỉ thấy còn điều là một trong những người làm YouTube rất là sớm. Từ lúc những ai chưa biết ai YouTube, chưa lúc trước lâu lắc NMTV nữa. Bây giờ ông cũng lèo đèo lạc đẹt. Lý do là tại sao? Lý do là vì Dương Trung Hiếu rất là coi thường khán giả. Ông Dương Trung Hiếu cũng có mỗi thứ một chút chút. Tôi là cái người học cách edit phim từ những cái YouTube ngày đầu của ông. Tôi thấy có, vì tôi có ý nghĩa. Và sau đó thì từ ngày về ảnh nói về đời sống Mỹ, đời sống Minnesota thì tôi không có đồng ý. Và tôi đã delete. Mai Dương cũng là một cái người rất là tôn trọng Dương Trung Hiếu, cũng tới thăm luôn, bay từ California. Nhưng mà đối với tôi, từ ngày mà Dương Trung Hiếu đi về Việt Nam và quay những cái phim quay về, đi về Việt Nam, xong rồi Dương Trung Hiếu hôm nay trở lại Mỹ, thì tôi thấy là đây là một sự coi thường khán giả rất là nặng nề. Đối với tôi, người làm YouTube giống như một người xây dựng một cái thương hiệu. Khi bạn nói về chính trị như NMTV, bạn nói về chửi về Việt Cộng như NMTV, thì bạn suốt đời người ta biết tên bạn như một cái người chùm chửi Việt Cộng. Tôi không dám nói đây là người chống cộng. Bản thân tôi cũng không dám nhận tôi là người chống cộng nữa.
để làm được như vậy, để được một cái danh nghĩa là chùm chống cộng như N10TV Trương Quốc Huy, đòi hỏi nó phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày để cống hiến cho quý vị. Nhưng mà tôi thích vậy, tôi thích có một chút nghệ thuật, có một chút cống hiến những cái khung hình đẹp cho quý vị, những cái gì tôi suy nghĩ chia sẻ với quý vị. Tôi coi khán giả của tôi giống như là những người bạn, bởi vì họ thích thì họ mới bấm subscribe, và khi họ thích tôi thì đương nhiên tôi thích họ và cực kỳ tôn trọng họ như những người bạn cùng chết và cùng sống. Thì người quân tử không bao giờ phản bội lại ok chiến hữu của mình, chỉ có những kẻ tiểu nhân mới phản bội lại chính nghĩa của mình và chiến hữu của mình. Điều này đơn giản nhất, nó là một cái mục đích sống, và nó cũng là cái lý tưởng của mỗi con người, dù cho nó là nhỏ nhất. Tôi không có quá khen Hằng Huy N10TV. Điều gì khiến N10TV được khán giả và hâm mộ và được lượng view khủng khiếp như vậy? Bởi vì những cái video của nó có hồn, nó thể hiện một cái sự đóng góp, một cái sự hy sinh nhất định và chân tình. Còn ông Dương Trung Hiếu này là cái thứ gì đâu không hiểu. Ở Mỹ á, không có nhiều người Việt Nam ở Mỹ cũng có nhiều người họ có những cái mục đích sống khác nhau. Họ cho nước Mỹ là cơ hội, họ làm, họ chỉ có biết Mỹ và Việt Nam, biết Mỹ và Việt Nam. Ở Mỹ điều quan trọng ở Mỹ là bạn phải đi, bạn phải hiểu đời sống Mỹ, bạn phải hiểu cái system của nó, bạn phải làm accounting cho chính mình. Bạn để những cái người như Dương Trung Hiếu là những cái người thức, họ để cho vật chất quyết định ý thức. Mình cũng đã từng có sai lầm lúc còn trẻ, mình sống quá nhiều vật để cho vật chất quyết định ý thức. Mà trong trường hợp này tôi thấy Dương Trung Hiếu coi thường khán giả ở chỗ là ông nói ông về Việt Nam thì ok, ông về Việt Nam thì ông quay đời sống Việt Nam đi. Nào ông câu view chủ yếu anh tạo scandal để câu view. Tụi tôi không làm được chuyện đó. Những người bình thường cũng không nên làm chuyện đó. Chúng ta đâu có ai muốn người ta khi nhìn vô mặt chúng ta ở ngoài đường hay là tới một cái quán cà phê nào đó nói đây là cái thằng ăn cháo đá bát, nói một đằng làm một nẻo. Người làm YouTube có thể biến mình trở thành kẻ nói một đằng làm một nẻo, đó là ông Dương Trung Hiếu. Có một câu hát: cả đời ta vẫn mãi đi tìm, cho ngày mình xây ước mơ, cho ngày mộng đẹp nên thơ. Có nhiều người nói 21 tuổi bạn đã trưởng thành, bạn phải trưởng thành. Tôi thì không nghĩ vậy. Có những người đến 50 tuổi vẫn chưa trưởng thành, sống được là cái phần người, chỉ sống được cái phần con thôi. Thì tôi nghĩ là ông Dương Trung Hiếu này, ông đang sống trong cái phần con của ông, không phải người. Nếu mà nói về những Việt kiều thất bại á, Cali này nhiều lắm quý vị, rất là nhiều. Thất nghiệp cũng nhiều, ăn tiền trợ cấp cũng nhiều. Không phải Việt kiều nào cũng thành công, không phải Việt kiều nào cũng thất bại. Nếu mà các quý vị có quyết định đi về California thì quý vị nên về California, nên mua nhà California. Cái thuế nhà California không bị mắc mỏ quá. Đến cuối đời á, chúng ta còn gì? Chúng ta trở thành một Việt kiều thành công hay một Việt kiều thất bại là do chúng ta chọn các bạn. Ok, video này tới đây hết rồi.